Xin chào quý vị và các bạn cùng đến với Vlog bóng đá của chúng tôi Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay Sơn Minh khẳng định đẳng cấp Việt Nam thua 0-6 trước Hàn Quốc Tiếng Việt Nam khép lại đợt giao hữu FIFA Day tháng 10 với thất bại 0-6 trước đội chủ nhà Hàn Quốc Đây là màn tập giật cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Trao Sơ trước thèm vòng loại World Cup 2026 ở trận giao hữu vào tối ngày 17 tháng 10 tại sân vận động World Cup ở Suwon, đội tuyển Việt Nam đã nhận phải thất bại đậm với tỷ số 0-6 trước đội chủ nhà Hàn Quốc. Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi đầu chủ nhà Hàn Quốc xếp hạng 26 thế giới được đánh giá là thử thách lớn với đoàn quân của huấn luyện viên Philip Trouser. Đội tuyển Việt Nam hiện đang xếp hạng 95 thế giới. Bạn mở tỷ số của trận đấu đến ngay ở phút thứ 5 khi trung vệ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Bayern Munich Đức. Kim Minh Jae thoát khỏi sự đeo bám của Bùi Hoàng Việt Anh và Phạm Tuấn Hải đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Đến phút thứ hai bảy tiền đạo đang thi đấu cho câu lạc bộ Wolverhampton Anh là Han hae Chan thực hiện tình huống dứt điểm chéo góc bằng chân trái đánh bại thủ môn Văn Lâm để nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Hàn Quốc. Dù không thể ghi bàn nhưng đội tuyển Việt Nam cũng tạo ra một số pha tấn công đáng chú ý như tình huống xử lý khéo léo loại bỏ tiền đạo Han hae Chan trước khi dứt điểm đưa bóng vượt xa xà sang ngang của tiền vệ Trưng Tiến Anh ở phút thứ 24. Tình huống đặt lòng vọc xa của tiền vệ Đình Bắc ở phút thứ 30. Bước sang hiệp 2, ngôi sao được kỳ vọng nhắc bên phía Hàn Quốc là tiền đạo So heung lên tiếng khi góp dấu dày vào 3 bàn thắng liên tiếp của đội chủ nhà. Đầu trưởng của câu lạc bộ Tottenham có tình huống căng ngang đầy khó chịu khiến hậu vệ Minh Trọng đốt lưới nhà phút thứ 50, hai tự mình nâng tỷ số lên 4-0 với cú dứt điểm chéo góc vào phút thứ 59 trước khi kiến tạo để tiền vệ Lee Kang-in cứa lòng nâng tỷ số lên 5-0 cho đội chủ nhà Hàn Quốc. Son heung Minh cũng là tác nhân khiến đoàn quân của huấn luyện viên Philip phải thi đấu thiếu người ở phút thứ 61 khi anh tận dụng sai lầm của hàng thủ đội tuyển Việt Nam với pha thoát xuống buộc trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải phạm lỗi và nhận thẻ đỏ rời sân. Đến phút thứ 86, tiền đạo Ji Won ghi bàn ấn định chiến thắng 6-0 cho đội tuyển Hàn Quốc. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 2 là pha xuất phạt trực tiếp đưa bóng chọn cột dọc của tiền vệ Quốc Văn Khang ở phút thứ 73. Nhận thất bại 0-6 trước đội tuyển Hàn Quốc, thay trò huấn luyện viên Philip Rouser khép lại loạn trận giao hữu quốc tế FIFA Day tháng 10 với 3 trận toàn thua. Trước đó, những chiến binh sao vàng lần lượt để thua các đấu thủ là đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Uzbekistan với cùng tỷ số là 0-2. Kết thúc loạn trận giao hữu, đội tuyển Việt Nam sẽ có gần một tháng để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11. Theo kế hoạch đoàn quân của huấn luyện viên Philip sẽ có chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Philippines vào 16 tháng 11 trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình để đón tiếp đội tuyển Iran 21 tháng 11. Đội tuyển Việt Nam thua trắng 3 trận giao hữu, không ghi được bằng nào. Không có bất ngờ nào xảy ra trên sân Suwon khi Việt Nam vấp phải một Hàn Quốc quá mạnh với rất nhiều ngôi sao đã chính như Son Heung Min, Han hee Chan, Lee Kang In hay Kim -Yye. cùng với việc Minh Trọng đã phản lưới còn việc anh phải nhận thẻ đỏ oan thầy trò huấn luyện viên philip rouser đã để thua đối thủ này với tỷ số rất đậm không 6 như vậy, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất đợt giao hữu FIFA Day tháng 10 2023 với 3 trận toàn thua để thủng lưới 10 bàn và không ghi được bàn nào. Trước đó, chúng ta để thua cùng tỷ số 0-2 trước Trung Quốc ngày 10 tháng 10 và Uzbekistan ngày 13 tháng 10 trận đấu không được tính vào FIFA Day. Hai trận thua trước Hàn Quốc và Trung Quốc chắc chắn khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ mạnh điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện tại chúng ta đang đứng ở vị trí thứ 95 thế giới. Rõ ràng trước mắt huấn luyện viên rau Sơ còn rất nhiều việc phải làm. Khi đội tuyển Việt Nam bước vào hai chiến dịch quan trọng là vòng loại World Cup 2026 từ tháng 11 năm 2023 và ASEAN Cup đầu năm 2024. Phút sau mấu trận đấu giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Việt Nam tối ngày 17 tháng 10 dịp FIFA Day hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh không che bóng lỗi sau đó anh cố cắt bóng nhưng bị trọng tài thổi phạt. Trọng tài Mohamed Arouanjoun Bin Jacob xác định trung vệ Việt Anh của đội tuyển Việt Nam ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của Son Heung-min. Tuy nhiên sau khi xem lại pha quay chậm trên truyền hình có thể thấy rõ Việt Anh cắt bóng và Son Heung-min lao đánh vào vào chân trụ của trung vệ đội tuyển Việt Nam. Như vậy cầu thủ số 20 Việt Nam đã chồng bóng trước khi phạm lỗi. Bùi Hoàng Việt Anh ngơ ngác sau khi ông trọng tài rút thẻ đỏ. Nếu như trận đấu này có va thì trọng tài có lẽ sẽ không đưa ra quyết định nặng tay như vậy. Tuy nhiên, trận nào giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc không hề có va. Một số cầu thủ Hàn Quốc thậm chí còn xin trọng tài thay đổi định may mắn cho Việt Anh là anh không vắng mặt ở trận đầu tiên vòng loại World Cup 2026 giữa Việt Nam và Philippines trong tháng 11 tới. Việt Anh sẽ chỉ bị treo dò khi Việt Nam thi đấu giao hữu kế tiếp.